Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Trung Ô Tô, có địa chỉ là 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, đối diện bến xe Mỹ Đình, chuyên kinh doanh các cái dòng xe đã qua sử dụng. Và hôm nay em lại giới thiệu thêm với quý anh chị một mẫu xe mới về bên em, đó là chiếc Mitsubishi Pajero Sport. Đấy, đời chiếc này là đời 2018, máy dầu một cầu số tự động nhé các bác nhé. Bây giờ em xin phép đi giới thiệu qua về phần ngoại thất cũng như nội thất của chiếc xe. Về phần ngoại thất của chiếc xe thì chiếc xe này có một màu sơn rất là đẹp. Màu em cũng biết là tả cái màu này gọi màu bạc hay là màu xi măng. Gọi là cái màu xi măng thì cũng khá đẹp, xanh xanh, hơi xám xám xanh, rất là đẹp các bác nhá. Bạc 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 lại xanh xanh. Nhưng mà nhìn chung cái màu rất là lạ, rất là đẹp đúng không? Và cái chiếc xe này là xe tư nhân một chủ, xe đeo biển tỉnh các bác nhá. Đấy, như bác thấy xe rất là đẹp này, xe mới về. Đấy, em rất thích ở cái chiếc xe này là bác chủ trước bác cũng đã độ thêm cái bộ quay rất đẹp, body kit rất đẹp nhé. Đi đằng trước như bác thấy này, đó, rất là đẹp đúng không ạ? Trông rất là cứng cáp chiếc xe, trông cái xe nó khỏe hẳn lên đúng không ạ? Đấy, cộng với cái viền, các cái đường viền mạ chrome ở phía trước rất là đẹp đúng không? Rồi đến phần thân xe, ốp gương cũng được mạ chrome này. Rồi các cái đường lẹp chân kính mạ chrome rất là đẹp, tạo điểm nhấn. Đó, chiếc xe gầm cao, có bậc lên xuống, rất rất đẹp đúng không ạ? Như bác thấy, xe rất đẹp nha. Em phải thừa nhận chiếc xe này rất là cứng cáp. Đây bác nhìn cái bộ quay đằng sau này, rất là đẹp, body kit đằng sau. Phải nói là rất tuyệt vời, rất khỏe, chắc để tạo một độ chắc chắn của một chiếc xe. À, như bác thấy quá tuyệt vời. Bây giờ em xin phép đi phía bên trong. À, bên trong giới thiệu qua phần nội thất của xe. À, nội thất của xe, xe được bọc ghế da rồi, bọc ghế da rất là đẹp đúng không ạ? Rồi cửa kính, tất cả cửa kính điện. À, rồi trên cái vô lăng được tích hợp rất nhiều chức năng, từ đàm thoại hay là rồi điều chỉnh âm thanh hay cruise control đúng không ạ? Rất rất nhiều, rất lạ nhất, hay nhất của em thấy là rất khác so với tất cả các dòng xe là nút đề lổ lại để bên tay trái đúng không ạ? À, có cả lẫy chuyển số trên vô lăng này. Rồi a à, đây rất hay, màn hình giải trí. À, bác chủ này bác cũng đã lên rồi, và có camera hành trình rất đẹp đúng không ạ? Phanh tay thì phanh tay điện tử, rất rất đẹp đấy. Đây là hàng ghế thứ hai các bạn, rất rộng rãi nhá, các bạn thấy rất rộng rãi đúng không? Bác này cũng rất sạch sẽ, cẩn thận, trần cũng bọc ni lông rồi, bọc ni lông cho nó sạch sẽ, vì đây xe trần là trần lỉ các bác thấy. Ghế da rất là căng, còn rất là đẹp đúng không ạ? Rất rộng rãi, xe 7 chỗ gầm cao. À, đây là phần hàng ghế thứ ba cũng như phần cốp, nhưng các bác thấy rất rộng này, ghế gập phẳng xuống được này, trông rất rộng rãi nhé. À, nếu mà bác nào mua để phục vụ gia đình thì rất tuyệt vời, cho những chuyến đi xa hay về quê hay đi chơi picnic thì cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Để rất nhiều đồ, rất rộng rãi như các bác thấy này. À, còn đây ghế thì ghế gập úp vào kia, gập phẳng rất là đẹp đúng không ạ? Hoặc bác nào đi dành cho công việc thì có thể đi xa, chuyến đi xa thì rất là ổn nhá. À, rất rất đẹp. Và trên cái thị trường xe đã qua sử dụng hiện nay thì chiếc xe Pajero Sport đời 2018, máy dầu một cầu số tự động, bên em đang chào bán với cái giá là 866 triệu nhá. Và chiếc xe này bên em cũng hỗ trợ cho quý anh chị là muốn mua xe trả góp. Trả góp lên đến 70%. Thì em tính đâu đó các bác chuẩn bị khoảng hơn 300 triệu một chút là có thể mang được chiếc xe này về để phục vụ cho gia đình mình. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Và quý anh chị là có quan tâm đến chiếc xe thì xin liên hệ với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung, siêu thị ô tô Mika Hà Nội, 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, đối diện bến xe Mỹ Đình, để được đến
xem và đi thử xe, trải nghiệm về chiếc xe. Và nếu như được, chúng ta có thể là đàm phán sâu hơn về giá, đúng không? Và khi quý anh chị đến với siêu thị Tobica Hà Nội chúng em, thì chúng em sẽ cam kết tất cả với quý anh chị về chất lượng. Đó là xe không bị đâm va, ảnh hưởng đến gầm bệ sắt xi, hay xe không bị tháo cổ máy, bổ máy, ngập nước, thủy kích nhé. Và giấy tờ an ninh an toàn thì rõ ràng ạ. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày với nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Em xin chân thành cảm ơn ạ.